người chẳng sống được mãi với thời gian. Đến xin trân trọng báo tin buồn tới các cụ cùng toàn thể nhân dân, cùng các quý khách gần xa được biết. Ngay sau khi nhận được tin buồn đau này, ta có chút thời gian vàng học về chi buồn cùng tác tiến. Và giờ phút này cũng đã tới giờ tâm niệm vào quan trong được trân trọng tại gia tăng. Và đặc hữu chứng kiến chuyện này của gia đình, xin trân trọng kính mời tới anh em con cháu nội. Thank you.
Thank you.
Linh ơi. Mày xanh quá. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
không ạ? Bác kéo em đấy. Giá lại tiền. Thank you.
Yeah.